lần nữa chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Đập nhẹ vào mắt. Mở mắt chớp chớp mắt. Mở tay ra nhìn tay tay. Vươn tay lên hít sâu vào. Hạ xuống thở ra. Kết hợp hơi thở vào chuyển động của cơ thể. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Vươn tay lên. Gan tay lộn ngược bàn tay đẩy căng lên giữ lại. 5 4 3 2 1 nghiêng phải thở ra. Nâng lên hít sâu. Nghiêng trái thở ra. Lên hít sâu. Nghiêng phải thở ra. Hít sâu. Trái thở ra. Hít sâu. Phải thở ra. Nghiêng giữ lại. 5 4 đẩy thẳng tay lật vai xoay lên. 3 2 1 lên hít sâu. Nghiêng trái thở ra. Đẩy căng. 5 4 3 2 1 lên hít sâu. Xoay tròn. Thả lỏng thân ra. Hãy thở đều. Thả lỏng xích bụng lại. Thả lỏng cơ thể. Thả lỏng khuôn mặt ra. Xoay ngược lại. Nâng lên, hạ tay xuống, tháo chân ra, giũ hai chân thả lỏng ra. Mời sếp đổi chân. Lặn cột sống, đưa tay phải ra sau. Tay trái nắm tay phải, kéo tới hút vào eo bên trái. Tay trái đặt lên đầu gối phải. Thẳng lưng lên, hít sâu vào, xoay phải, thở ra, mở vai, xoay, thở ra. Trở về, hít sâu, xoay, thở ra, đổi bên an ơi, lộn bên an ơi, an. Xoay phải an, giữ cố định, trở về, hít sâu vào, xoay, thở ra, xoay cổ, xoay vai. Trở về hít sâu, xoay thở ra, xoay thêm. Trở về hít sâu, xoay thở ra, xoay tối đa, thoát bụng thở hít hơi ra. Thông thả trở về, thả lỏng tay. Mở đổi bên, đưa tay trái ra sau. Rồi tay phải nắm kéo căng về trước. Úp vào eo bên phải. Tay phải đặt lên gối trái thẳng lưng lên hít sâu. Xoay trái thở ra mở vai xoay xếp bụng thở. Trở về hít sâu. Xoay thở ra bám chặt tay vào xoay. Trở về hít sâu. Xoay thở ra, xoay cổ, xoay vai. Trở về hít sâu. Xoay thở ra, xoay thêm. Trở về hít sâu. Xoay thở ra, xoay tới đà. Tháo bụng thở hết hơi ra. Thông thả trở về. Hai tay đan sau lưng, cúi đầu xương cầm chạm xương ức khớp bụng thở ra tập cổ, thẳng cổ về giữa hít sâu,
cứ cầm lên nửa cõi em thở rằng trở về giữa hay sầu nghiêng phải thở ta căng cổ bên trái nước mắt nhìn lên trở về giữa hay sầu nghiêng trái thở ra căng cổ bên phải nước mắt lên trở về giữa hay sầu sớm nhìn phải thở ra liếc ra phải trở về giữa hay sầu xoay trái thở ra liếc hết qua trái trở về giữa hít sâu cúi xuống thớt bụng thở xoay bên phải lên trước hít vào xoay chậm chậm tròn đều các hướng cổ xoay đến đâu đảo mắt chớp mắt nhìn theo đến đó xoay đổi chiều thẳng lưng ưỡn ngực vuông trầm lên hít sâu vào trường lưng tới bật tay ca lên sức mùng thở săn thả lỏng thân cúi đầu xuống nâng lên hít sâu vào trường tới cúi xuống hớp bụng thở ra ép xuống bật tay ca lên nâng lên hít sâu trường tới cúi xuống bụng thở săn nâng lên hít sâu trường tới cúi xuống thở ra bật tay ca lên trán mũi chạm sàn thở hít hơi săn từ từ nâng người lên hít sâu thả lỏng tay thở săn tập tay hai lưng bàn tay hướng vào nhau đưa lưng bàn tay về trước đưa tay phải lên đưa qua úp lại với tay trái đan vào kéo vào đẩy sang trở về kéo vào đẩy lên trở về kéo vào đẩy thẳng tay lên hà xuống trả về đổi tay kéo vào đẩy sầm trả về kéo vào đẩy lên trả về kéo vào đẩy thẳng tay lên hà xuống trả về thả lỏng tay dùng hai viên gạch đặt hai bên cạnh đầu gối không có gạch thì chống tay xuống như thẳng chống tay siết bụng nâng mông lên hai xuống hai lên xuống ba lên xuống bốn lên xuống năm lên xích bụng lên 5 4 3 2 1 hạ xuống tháo chân ra giữ chân thả lỏng ra hít thở sâu mời chống người lên tập thở bò mèo ngồi lui về cuối thảm xoay lại tiếp rồi, xoay người lại tiếp quay ngược đầu lại tiếp đúng rồi ngồi lui về cuối thảm mông ngồi chậm gót
đo hai cẳng tay, khuỷu tay chạm vào đầu gối, đo lên thêm một gang tay, khuỷu tay chạm đầu gối, đo lên một gang tay, mở hai tay ra rộng bằng vai, mở đầu gối ra rộng bằng hông, cong lưng lên, rút rốn, xiết cơ bụng, thở sàn. Hít sâu vào, chung lưng xuống, rốn cổ lên. Tâm trí tập trung vào cột sống. Thở ra, cong lưng lên, rút rốn, xiết cơ bụng, thở sàn. Cụp xương cụp xuống, cuộn sau cổ vào. Hít sâu vào, chung lưng, rốn cổ. Thở ra, cong lưng lên, rút rốn, xiết bụng, thở sàn. Hít sâu, chung lưng, rốn cổ. Thở ra, cong lưng lên, rút rốn, xiết bụng, thở sàn. Hít sâu, chung lưng, rốn cổ. Mọi người thấy mà. Hả? Là. Cái nó bị gì Thảo? Sống kém hả? Sống kém là sống bình Thảo đó. Sống bình Thảo kém đó. Thấy không chị Hồng? Do mạng bên Thảo. Do mạng bên Thảo nha. Rồi, cảm ơn chị. Cong lưng lên, rút rốn, xiết cơ bụng, thở sàn. Cuộn sau cổ vào, thở sàn. Cong lưng lên tiếp rồi. Cong lưng lên, rút cái rốn lên, đúng rồi. Kéo cái lưng lên, xiết bụng lại. Trương lên, rắn hổn mang, hít sâu vào, trương người tới sợi vai, ủng ngực, ủng cong lưng. Lui về, xiết cái bụng, thở ra, lui về, mông chạm gót, tư thế em bé. Trương lên, hít sâu vào. Lui về, thoát bụng, thở. Hít sâu, trương lên, xoay vai, ủng ngực, ủng cong lưng. Suy nghĩ vào lưng giữa. Đôi chân nhấn vào lưng, thắt lưng nghe tiếng. Ủng cong lồng ngực, thở, vai mở ra sau. Lui về, xiết vào bụng, thở ra. Hít sâu, trương người lên, xiết mông đùi bụng, bảo vệ thắt lưng. Vai mở, ủng căng lồng ngực tới. Trương tới, trương tới an, đúng rồi, thắt vai xuống, ủng ngực tới. Thở ra, rút rốn, xiết cơ bụng lại, lùi mông về chạm gót. Bám chặt hai tay lại. Lần nữa nào, lượn cột sống, trương người lên, hít sâu vào. Xoay vai, ủng ngực. Suy nghĩ vào lưng giữa. Xề vai ủng căng lồng ngực tới. Lui về thớp bụng thở sàn. Từ từ cuộn từng đốt sống lên. Cuộn lưng lên. Thả lỏng tay vai. Thả lỏng cổ lưng lên trước. Đầu lên sau cùng. Rút rốn vào thắt lưng. Cuộn lên, ngồi duỗi hai chân về trước, thẳng gối, đứng hai bàn chân, thẳng lưng lên, vươn hai tay lên, hít sâu vào, trương tới, gập xuống, hốc bụng, thở ra, trương dài lưng tới, duỗi tay ra chặn đầu, nâng người lên, hít sâu
Dương dài lưng tới đẩy mông ra sau, xếp cơ bụng lại thở rằng. Thả lỏng thân tập nhìn ý. Duỗi tay ra nâng người lên, hít sâu. Nhớ kết hợp hơi vào trương tới, vừa ép là vừa thở ra. Vừa ép vừa xếp bụng thở rằng. Duỗi tay ra nâng lên, hít sâu vào, cảm nhận sâu vào bên trong. Trương tới, xếp cơ bụng thở ra, người vươn tới mông đẩy ra sau. Lần nữa nào, trương, vươn tay ra nâng lên, hít sâu vào, duỗi căng 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 tay, ép căng lồng ngực. Trương tới, thở ra, rướn dài, lưng tới. Ép căng lồng ngực xuống, duỗi cổ ép căng ngực thở, duỗi cổ ép căng ngực thở, hai tay nắm mũi bàn chân, hướng về phía đầu, đẩy gót ra xa, mũi chân về đầu thở ra. Vươn tay ra kình đầu nâng lên, hít sâu vào, hạ tay xuống thở ra. Nắm mũi bàn chân phải, gấp lại nè, nắm mũi bàn chân phải kéo căng, gấp ngược ra sau, gấp cạnh mông và ngồi xuống cho mông vững và ngửa dưới sàn, thẳng gối trái, đứng hai bàn chân lên, vươn hai tay lên, hít sâu vào, dương tới gập xuống thở ra, dương dài ép sâu xuống thở ra. Ép cân bằng người lại thường lệch qua trắng. Lên, hít sâu vào. Xoay hai tay chống ra sau lưng. Chống hai tay, xoay vai, mở vai ra. Ưỡn ngực lên, nâng người lên. Nâng người lên nào. Đạp chân trái, xiết cơ bụng lại, thở ra. Hạ xuống, hít sâu vào, vươn tay lên. Trương người tới, gập xuống, thở ra, giữ căng 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 tới, ép xuống thở. Cảm nhận sâu vào bên trong, thả lỏng thân ra. Lên, hít sâu vào. Xoay hai tay ra sau, mở vai, ưỡn căng lồng ngực lên. Nâng người lên, xiết bụng thở ra. Nâng hông lên, xiết mông đùi bụng thở ra. Đúng rồi, rất tốt. Hạ xuống, hít sâu vào, vươn tay lên, trương người tới, mông đẩy lui ra sau, người vươn tới rướn căng lồng ngực tới, ép xuống, thở ra, thả lỏng thân, ép căng thêm thở. Lên, hít sâu vào, xoay tay ra sau, mở vai, ưỡn ngực, vươn cầm lên, đẩy hông lên, xiết mông đùi bụng thở, thẳng gối trái, xiết sau thở, 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống, sau vào, vươn tay lên, trương tới, gập xuống, thở ra, trương dài, xiết bụng, thở bình thường lưng, thở trương tới thêm, xiết bụng, thở trương tới, trương tới, xiết bụng thở ra. 3, 2, 1, lên, hít sâu vào. Mình nghiêng người qua bên phải, thở ra, hạ tay phải xuống. Lắng nghe cẳng chân phải nào. Được nữa, hạ cẳng tay phải xuống luôn. Co cẳng tay chống xuống, kéo căng tay trái qua đầu, xiết sâu bụng thở. Lật vai trái, xoay mặt lên. Nâng lên, hít sâu vào. Nghiêng người qua trái, thở ra. Nghiêng hông, xiết bụng. Lật vai phải, xoay mặt lên, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào. Nghiêng người qua phải, thở ra. Nghiêng hông, lắng nghe khớp cổ chân phải. Lật vai, xoay lên, thả lỏng nó ra. Càng đau càng thả lỏng ra. Lên, hít sâu vào. Nghiêng trái, thở ra. Nghiêng hông, xiết bụng, thở ra.
lên, hít sâu vào, nghiêng phải, thở ra, nghiêng xuống bụng thở, lật vai, xoay mặt lên, giữ lại nào. 5, 4, 3, 2, 1, lên, hít sâu vào, nghiêng qua trái, thở ra, nghiêng hông, xuống bụng thở ra. 5, 4, 3, 2, 1, lên, hít sâu vào. Đan hai tay lại, rồi co chân trái vào, đặt cái gót xuống dựng bàn chân lên, rồng qua bàn chân trái, rồng bàn tay qua ôm bàn chân trái phía sau, nâng chân lên, nâng chân trái lên, thẳng lưng, thẳng cổ, xích cơ bụng, kéo vào, thở, kéo chân vào, thở thẳng gối lên, rồi dùng ý thẳng gối, thẳng lưng, xiết bụng kéo vào, thở, tiếp tục kéo vào, thở, giữa cổ, xiết cơ bụng, thở, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, tay trái nắm chân, mở tay phải ra sau, thở ra, dang tay nhìn theo tay phải, xiết bụng, thở ra, nâng tay lên ngang lại, cho cánh tay thẳng hàng, xoay mặt ra sau, trở về, hít sâu vào, tay phải nắm chân trái, mở tay trái ra sau, thở ra, đừng có thụng lưng xuống mà rướn lồng ngực lên, thẳng lưng, thẳng lưng, mở vai, xoay ra sau, xiết cơ bụng lại, thở ra, trở về, hít sâu vào, tay trái ngà co chân trái lại, cho tay trái vào giữa chân trái và tay phải, rồi từ từ chống tay trái xuống và xoay tay phải, cho tay qua đầu, duỗi chân trái lên được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhìn qua nắp tay phải, xiết cơ bụng, thở ra, xiết sâu, thở ra, lắng nghe cơ thể mình, cứ thả lỏng rồi duỗi lên, thả lỏng duỗi chân, thả lỏng duỗi chân lên, từ từ co chân trái trở về, hít sâu và lấy tay trái ra, cứ nghe tập trung, nghe đạp bàn chân trái phía trước đầu gối phải, đạp bàn chân xuống, dựng cái đầu gối lên, dựng đầu gối trái lên, hạ co khỉ tay phải lại, đưa qua, đó, giữ cái đầu gối trái lại, dựng bàn tay lên, hít sâu vào, chống tay trái ra sau, thở, mở vai, xiết bụng, thở, nhích dần tay trái ra sau, mở vai để căng lồng ngực, xiết cơ bụng, thở, cầm xoay theo vai trái, xiết bụng lại nữa nào, hít thở đều, nhớ đừng cong lưng, rướn lồng ngực lên, vai phải đẩy về trước, vai trái mở ra sau, trở về, hít sâu vào, thả lỏng tay chân, thở ra, rung lắc chân phải đi nào, hít thở sâu, xếp đổi chân, xếp gấp ngược cẳng chân trái ra sau, gấp ngược lại, duỗi căng mũi chân, thế đầu gối, rồi ngồi nào, mình phải sửa cho xương ngồi vững vàng xuống chứ để bị lệch, thẳng gối phải đứng bàn chân, vươn hai tay lên, hít sâu vào, trường lưng tới, thở ra, trường dài, trường dài tới, lắng nghe căng lưng theo chân phải, xiết cơ bụng, thở ra, vươn tay ra cành đầu nâng lên, hít sâu vào, xoay hai tay ra sau, mở vai đẩy lồng ngực lên, rồi nâng hông lên, xiết mông đùi bụng, thở ra, ưỡn ngực lên, vươn cầm, hạ xuống, đẩy sâu vào, vươn tay lên, trương người tới, thở ra, trương dài tới thêm nữa, dài tới nữa, đẩy lui mông ra xa, xiết bụng, thở, mỗi lần gặp là thở, dừng lại, hít vào, gặp thêm là thở, xiết cơ bụng lại, thở ra,
vươn tay ra, nâng lên, hít sâu vào. Xoay hai tay ra sau, nâng hông lên, siết mông rồi bụng thở ra. Cô nhắc ở đâu? Hướng ý thức vào chỗ đó, điều khiển cơ thể. Hạ xuống, hít sâu vào, vươn tay lên, trương người tới, gập xuống, thở ra, siết cơ bụng lại. Vươn dài, rướn căng lồng ngực cho không gù lưng. Mình rướn lồng ngực áp xuống là không bị gù lưng. Thở ra, thở ra. Lần nữa lên, hít sâu vào. Xoay hai tay ra sau, chống tay. Đẩy căng hông lên, siết mông đùi bụng, thở ra. Thẳng chân phải, đạp chân phải xuống, đẩy lên. 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống. Hít sâu vào, vươn tay lên, trương người tới, gập xuống, thở ra. Vươn dài, lưng tới thêm nữa đi nào. Siết cơ bụng, trương tới, siết cơ bụng, thở. 5, 4, 3, 2, 1, nâng lên, hít sâu vào. Nghiêng hông phải, thở ra, cho chống cái tay xuống ngang với cái thân mình á. Rồi nghiêng xuống, co cẳng tay luôn. Co cẳng tay chống xuống, lật vai trái xoay mặt lên, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào. Nghiêng qua trái, thở ra. Rồi từ từ co cẳng tay trái xuống, kéo căng tay phải qua đầu. Lật vai xoay lên, siết cái bụng, thở ra. Cảm nhận lắng nghe khớp cổ chân trắng. Lên, hít sâu vào. Nghiêng phải, thở ra. Từ từ siết cơ bụng lại, kéo căng hông bên trái, thở. Lên, hít sâu vào. Nghiêng qua trái, thở ra, rút rốn, siết cơ bụng nghiêng hông, thở ra. Căng hông bên phải thêm, ép mông lại. Lên, hít sâu vào. Nghiêng phải, thở ra, rút rốn, xếp cơ bụng nghiêng, thở, giữ. 5, xoay mặt nhìn lên trần nhà. 4, thẳng tay trái. 3, 2, 1, lên, hít sâu vào. Nghiêng qua trái, thở ra. Xếp cơ bụng, xếp sau, lật vai phải, xoay mặt lên, ép căng. 5, 4, 3, 2, 1, lên, hít sâu vào. Đan hai bàn tay lại, rồi co chân phải dựng bàn chân lên. Trong bàn tay qua bàn chân phải, ôm bàn chân phải, hít sâu vào, nâng chân lên. Thẳng lưng lên, thẳng cổ, rồi dùng ý kéo chân vào, thở. Dùng ý kéo vào, xích cơ bụng thở, tiếp tục. Duỗi lưng, duỗi cổ lên. Duỗi lưng, duỗi cổ, đừng để cong lưng kìa. Duỗi lên nữa, siết bụng thở. Siết sâu, thở. Siết sâu, thở. Rất tốt, hít thở đều. Hít thở đều. Hít thở đều. Hít vào. Thở tay phải nắm chân, mở tay trái ra sau. Thở ra từ từ, thẳng lưng, dang tay, thẳng lưng, dang thẳng cánh tay, siết cơ bụng thở ra. Trở về, hít sâu vào, đổi tay, thở ra, mở tay phải ra sau, thẳng lưng, tưởng ngực tới, rồi mở cánh tay ra sau, dang thẳng cánh tay, siết cơ bụng thở ra. Hãy vào, trở về, cho tay phải vào giữa nè, co cái cẳng chân phải lại, chống tay phải xuống sàn, rồi từ từ dùng ý thả lỏng, xoay lên, thở ra, xoay lên, xoay tay trái qua đầu, nhìn qua nách tay trái, siết cơ bụng thở ra. Hãy vào, co chân phải lại, rồi đạp bàn chân qua đầu gối trái, đạp bàn chân, dựng đầu gối phải lên, co khủy tay trái lại, hít sâu vào. Nè, xoắn người qua, xoắn qua bên phải, giữ cái đầu gối
phải lại. Rồi xoay tay phải ra sau, chống tay phải ra sau, mở vai đi nào. Để căng lồng ngực tới, thở, tiếp tục mở vai phải ra sau nữa. Thẳng lưng, đứng lời rất tốt, xếp cái bụng thở. Nhớ thẳng lưng lên, thẳng thêm, mở vai căng lồng ngực, nhìn ra sau vai phải. Trở về, hít sâu vào, tháo tay chân ra, thở ra, rung lắc chân trái đi nào, hít thở sâu. Mời cả lớp đứng lên, tập thân cây. Đứng lên, đứng giữa thảm, xoay mặt vào camera. Rồi chân trái hít sâu vào. Nâng cao, gối phải lên. Vuốt mũi chân phải xuống. Rồi tay trái ôm đầu gối phải. Kéo gối sát vào bụng, đừng cong lưng. Siết cơ bụng thở, kéo đầu gối sát vào bụng. Còn tay phải thì ôm cẳng chân, kéo sát vào, đó, gấp cẳng chân, vuốt mũi chân, đùi sát vô bụng, thẳng lưng lên, thẳng chân trụ, siết cơ bụng, hít thở đều. Siết bụng, hít thở đều, mắt tập trung nhìn một điểm, hít thở đều. Đừng gồng vai, không rụt cổ. Hít vào từ từ, tay phải nắm ngón cái chân phải. Rồi mở ngang tay chân ra, thở ra được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chân mình co cũng được, giữ ở đây cũng được. Nhưng người mình giữ thẳng, đừng nghiêng hông qua. Giữ thẳng, người trụ thẳng, chắc người lại. Xích cơ bụng thở ra, rút rốn xích sau thở. 5 4 3, 2, 1, hít vào, co chân, hạ xuống, thở ra, thả lỏng, hít thở sâu. Đỡ chân, trụ chân phải, hít sâu vào, nâng cao đầu gối chân, trái lên, rồi tay phải ôm đầu gối, kéo vào, duỗi mũi chân xuống. Và tay trái ôm cẳng chân, siết cơ bụng thở ra. Từ từ thẳng lưng lên đi nào, siết mông đùi bụng lại. Rồi thả lỏng vai ra, không gồng vai. Mắt tập trung nhìn một điểm, hít thở đều. Hít vào, tay trái nắm ngón cái chân. Rồi từ từ tập trung vào, mở ngang ra. Thở ra, siết bụng lại, dùng ý. Dùng ý mở ngang chân ra. Thả lỏng càng duỗi được thẳng ra. Siết sau cơ bụng lại. Mắt tập trung nhìn một điểm, hít thở đều. Co gối lại, hít vào, hạ tay chân xuống, thở ra, thả lỏng, hít thở sâu. Tập tư thế nữ thần, mở hai chân ra, rộng hơn vai, và mở hai mũi chân ra, hình chữ V. Đầu gối mình hướng theo mũi chân. Hít sâu vào, tấn gối xuống, tay dang ngang nè. Tấn gối sao cho đầu gối mình không cụp về trước nè, không cụp về trước. Nó ở trung tính, nó ngay ở trên gót chân. Mở chân rộng ra đi nào, an chưa đủ.
Phương chưa đủ Phương ơi, mở chân ra thêm, xích cái bụng thở, mở bàn chân ra. Ép hông vừa thôi. Ai ép hông quá đây? Trời, Phượng, hông vừa thôi em. Vừa thôi, đùi thẳng thôi, chứ không ép cái mông thấp hơn đầu gối. Nâng lên, hít sâu vào, vươn tay lên. Vươn dài cột sống lên, tấn gối xuống. Nè, siết mông, siết đùi trong. Rút rốn vào thắt lưng, siết bụng, thở ra tay gian ngang giữ. À, giữ thẳng, đúng rồi Phượng, tay gian ngang, hít thở, siết đùi trong. Đúng rồi, rất tốt. Thằng, coi chừng mông ép lố. Vừa thôi vào đầu gối nè. Đầu gối ngay trên gót chân, siết lại. Lên, hít sâu vào. Tấn gối xuống, siết cơ bụng, thở ra. Mở gối ra, siết bụng giữ, tập trung. Phương vẫn chưa đủ Phương, mở chân rộng thêm ra Phương để ép cái mông xuống là không có bị cái đầu gối, không có bị gắt cái đầu gối. 5, 4, 3, 2, 1, lên, hít sâu vào, hạ tay, thu chân vào, thở ra, hít thở sâu. Mời xoay người lại. Ngồi tư thế kim cương. Quỳ lên tập tư thế con lạc đà. Hai chân mở rộng bằng vai. Hai bàn chân song song với hai đầu gối. Cột sống cứng chống hai bàn chân lên. Nếu như mình thấy đau lưng là đừng có ngã sâu, chống bàn chân lên. Hai tay úp vào sau hông, xoay vai ra phía sau, ưỡn căng lồng ngực lên, hít sâu vào, rồi từ từ lần tay xuống gót chân, ưỡn ngực siết mông, thở ra, ưỡn ngực siết mông, vươn cầm lên, ưỡn căng lồng ngực ra nữa, mở vai, buông đầu ra sau, cổ khỏe cứ buông đầu, hít thở đi, còn thoát vị cổ, thoái hóa cổ thì mới gồng lên, còn lại cứ buông đầu, hít thở, không nín thở. À, buông đầu ra thở đi An. Lưng được rồi, buông đầu ra sao, thở, hít thở, hít thở, hít thở, đừng nín thở là được. Đẩy hông tới chút nữa, mở vai, siết cơ bụng. Đúng rồi, rất tốt. Nâng lên, hít sâu vào, gập xuống em bé, thở ra. Hai tay mình đang ở sau lưng, hít sâu, lăn lên đỉnh đầu, bật tay cao lên, thở ra, rút rốn xích cơ bụng, bật tay cao lên, rút đầu xuống cho máu lên não, lên mặt, hít thở sâu và trả đốt sống của mình. Từ từ cuộn người hạ xuống. Rồi nâng lên, cuộn lưng lên, quỳ lên luôn, vươn tay lên, hít sâu vào. Bây giờ xoay người qua bên phải nè, xoay người qua phải, chống tay phải lên gót chân là đẩy. Mình bắt đầu siết mông, siết đùi, đẩy về trước, chống tay phải lên, thở ra, nhìn xuống dưới chân phải đi nào. Lạc đà vặn mình, siết sâu, vươn căng tay trái, siết sâu, thở, hít thở đều, hít thở đều. Lên, hít sâu vào. Từ từ xoay người qua bên trái. Rồi nhìn xuống dưới gót chân trái. Mình đẩy nhẹ hông, siết mông, siết đùi, siết bụng. Thở ra, chống tay trái xuống. Vươn căng tay phải theo đầu. À, giữ lại và hít thở đều. Thả lỏng thân ra, chỉ siết mông, siết đùi, siết bụng, bảo vệ thắt lưng lại, ưỡn căng lồng ngực lên, nâng lên, hít sâu vào. Và từ từ hạ người xuống, thở ra, hai tay mình xuôi ra sau và nắm hai gót chân,
ráng mũi chạm sàn. Thả lỏng thân thở ra. Hít sâu vào, hai tay nắm gót chân, mình kéo trán về gần với đầu gối, kéo trán về gần đầu gối, rồi bắt đầu lăn lên con thỏ thở ra, lăn cái lên đỉnh đầu, rút đỉnh đầu xuống, rút rốn xiết cái bụng, thở ra trả lưng tư thế con thỏ, hít thở sâu vào, rút rốn lên, cuộn lưng lên trên, cảm nhận cổ vai gáy cột sống lưng, rút rốn cụp xương cụt, rút cơ sàn chậu lên, siết lại. Từ từ cuộn người hạ mông, cuộn lưng lên, nhớ cong cái lưng lên trước à, rút cái rốn vào, cuộn cái lưng lên nè, cô hô cuộn lưng nè, cuộn lưng lên là rút rốn siết cơ bụng lại, rồi lưng lên trước, đầu mới lên sau cùng, mình cảm nhận từng đốt sống được kéo lên, mời cả lớp nằm xuống, xoay người qua phải, trượt dài tay nằm xuống, lật ngửa ra. Hai tay vươn lên khỏi đầu, hai chân khép sát, thở hết hơi ra, siết cơ bụng lại, rồi cho thắt lưng chạm sàn đi nào, cảm nhận rút rốn về thắt lưng, cho thắt lưng chạm sàn, hít sâu, nâng hai chân lên và nâng đầu lên với tay chạm ngón chân, siết cơ bụng thở ra, hạ xuống cách sàn, hít sâu vào, tay chân cách sàn, hai lên siết cơ bụng thở ra. Ơi sao gồng chắc cơ bụng lại. Ba lên thở ra. Ơi sao. Bốn lên thở ra. Ơi sao. Năm lên thở ra, xiết cơ bụng lại. Ơi sao. Sáu lên thở ra. Ơi sao. Bảy lên thở ra. Ơi sao. Tám lên thở ra. Ơi sao. Chín lên thở ra. Ơi sao. 10 lên, xiết cơ bụng thở ra giữ lại. 10, 9, với tay lên nào. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hạ đầu xuống, co gối vào. Vòng tay ôm gối, ép đùi sát vào bụng và nhịp gối massage thắt lưng đi nào. Hít thở sâu. Massage thắt lưng, hít thở. Hãy vào, tay trái ôm gối phải, tay phải mở ngang, ép gối qua bên trái, xoay mặt qua bên phải, thở ra, thư giãn thắt lưng. Trở về giữa, hít vào, ép gối qua bên phải, xoay mặt qua trái, thở ra. Trở về giữa, hít vào, co hai cẳng chân và hai tay nắm hai cạnh chân, hai cạnh ngoài của chân, kéo gối lột xuống hai bên hông, rút rốn xiết cơ bụng thở, cầm thu về ngực, cột sống ép xuống sàn, massage cột sống, nghiêng phải trái, massage chiều ngang cột sống, hít thở,
đạp hai bàn chân vào nhau, hai tay kẹp cứng hai bàn chân, siết cái bụng lại và nâng lên, hít vào, lăn ra sau, thở lên, ra sau, lên, ra sau, lên, ra sau, lăn lưng bật lên luôn, ăn bật lên, ra sau, lên, ra sau, lần nữa, lên, ra sau, rồi nâng tay chân lên, rung 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 rung, rơi tự do. Chậm chậm xoay mặt qua phải, xoay qua trái, trả về giữa, duỗi thẳng cổ, cằm hướng vào ngực, thắt bụng, ép sát thắt lưng xuống, buông lỏng ra, thư giãn thả lỏng thật sâu.